Hello, xin chào tất cả các bạn, các anh chị, các cô chú, lại là An đây. Nếu mà đây là lần đầu tiên các bạn, các anh chị, các cô chú thấy An hay là coi video của An đó, An cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn, vì lúc nào cũng yêu thương An và lựa chọn những cái video của An giữa hàng trăm, hàng ngàn những cái video ngoài kia. Và đừng quên cho An xin những cái nút chuông màu đỏ nha, để mỗi khi An up những cái video về thuế nè, về bảo hiểm, về đầu tư hoặc là mua bán stock, thì các bạn, các anh chị, các cô chú mình sẽ là những cái người đầu tiên có thể coi những cái video của An. Thì trong cái video ngày hôm nay á, em muốn chia sẻ một cái câu chuyện là tại sao rất là nhiều những cái người Việt Nam, đặc biệt là những cô chú trung niên, khi mà mình bước qua Mỹ trong những cái tháng đầu tiên, mình cảm thấy rất là sốc và mình muốn bỏ về Việt Nam ngay lập tức. Thì cái điều đầu tiên mà em thấy dễ nhất á, là về vấn đề á, đó chính là văn hóa trong gia đình. Ở Việt Nam á, mình quen với cái văn hóa là một gia đình có thể là 3 thế hệ, 4 thế hệ cùng chung sống với nhau. Nhưng mà ở Mỹ á, người ta rất là khác luôn. Những em mà 18 tuổi á, là thường những em này, em thấy rất là nhiều khách của An á, những có con 18 tuổi thường á, là những em này sẽ chọn đi học ở những cái trường rất là xa để mà có thể có một cái cuộc sống tự lập, thay vì chọn những cái trường gần để ở chung với gia đình. Và tiếp theo nữa là những cái người già ở bên Mỹ, người ta sẽ thích sống một mình hơn. Thậm chí là người ta tiết kiệm tiền trong những cái giai đoạn khi mà người ta còn trẻ, để mà khi mà người ta bước vô cái tuổi trung niên, tuổi già đó, thì người ta vô những cái nursing home mà trả tiền để mà có những cái sự chăm sóc đặc biệt. Thành ra nếu mà các bạn, các anh chị, các cô chú, khi mà mình về già, mình không muốn phụ thuộc vô con cái, mình có một cái cuộc sống tự do về tài chính, mình thích ở với con cũng được, còn không mình đi vô những cái nursing home để mà có bạn bè, có những cái sự chăm sóc á, thì mình nên suy nghĩ tới cái vấn đề long term care từ những cái ngày mà mình còn trẻ. Tại vì long term care, mình càng trẻ mình sẽ càng trả cái mức tiền càng ít. Mà khi mà mình lớn tuổi và thậm chí là mình bị bệnh thì mình sẽ không mua được cái long term care nữa. Thành ra anh chị cô chú nào mà cần tìm hiểu những cái chương trình long term care, có thể gọi cho An nha. Số phone của An là 408-661-7689, 408-661-7689, hoặc là có thể gọi qua cho An một cái số phone nữa là 720-863-4699, 720-863-4699, để em giúp các bạn chọn lựa những cái chương trình long term care cho những cái ngày về già của mình. Rồi, tiếp một cái nữa là khi mà mình qua Mỹ, cái cuộc sống nó có rất là nhiều những cái sự thay đổi. Khi mà mình bước chân qua Mỹ thì thường mình sẽ được anh chị em bảo lãnh hoặc là gia đình bảo lãnh. Thời gian đầu khi mà mình qua, mình có thể ở chung với anh chị em, ở chung với người nhà. Nhưng mà đó chỉ là thời gian đầu thôi. Tại vì khi mà một người ta ở Mỹ lâu rồi, cái cách sống, cái cuộc sống của người ta sẽ khác rất là nhiều so với lại anh chị cô chú mà mình ở Việt Nam từ trước tới giờ. Thành ra có rất là nhiều trường hợp khi mà mình qua đây, cái tình cảm của anh chị em trong gia đình đó bị xích mích, nó bị rạn nứt rất là nhiều trong cái việc ở chung đó. Thành ra rất là nhiều cô chú khi mà qua, mình cảm thấy là ồ, tại sao anh chị em của mình không giúp đỡ mình, vân vân, dẫn tới là mình cảm thấy rất là chán nản và mình muốn bỏ về Việt Nam. Thì đây là cái tình trạng mà em thấy rất là nhiều người mắc phải. Cái tiếp theo nữa đó là về văn hóa ăn uống ở Việt Nam á. Khi mà em về Việt Nam á, em thấy là em ra đường bất kể thời gian nào cũng sẽ có tiệm ăn, cũng có thể có quán ăn. Thậm chí là buổi tối mình ra đường á, mình chạy một chút xíu thôi, mình thấy rất là nhiều nhà hàng, nhiều quán ăn. Nhưng mà khi mà mình ở Mỹ á, thì nó sẽ rất là buồn. Tại vì khu dân cư ở riêng và khu buôn bán nó sẽ ở riêng. Khi mà các bạn ở những cái thành phố lớn thì mình còn thấy cái khi mà tối á, nó tấp nập. Còn nếu mà mình ở những cái thành phố nhỏ, mình sẽ thấy là bắt đầu 5-6 giờ chiều á, mình đi ra đường nó rất là buồn luôn. Tại vì ai đi làm xong, người ta cũng về nhà đấy, người ta ăn uống, người ta nấu ăn. Mình đi ra đường mình sẽ thấy rất là buồn, rất là chán. Đặc biệt ai mà ở những cái tiểu bang mà có tuyết đó, mùa tuyết mà mình qua đây, mình sẽ thấy nó còn chán hơn nữa. Tại vì mình chỉ ở trong nhà thôi, mình không có thấy người đi ngoài đường, hoặc là thấy thì mình chỉ cũng thấy xe hơi thôi. Cái khung cảnh bên ngoài nó rất là buồn, dẫn tới á, là rất là nhiều anh chị cô chú mình cảm thấy rất là chán khi mà mình mới bước chân qua Mỹ, đặc biệt là mình chưa có việc làm, mình chưa biết lái xe.
Rồi tiếp theo sau nữa đó là ở Việt Nam á, mình mở cửa ra là mình sẽ thấy hàng xóm của mình có thể qua mình nói chuyện với hàng xóm, mình tán chuyện với hàng xóm, rồi mình chia sẻ đồ ăn với nhau vân vân. Nhưng mà ở Mỹ á, người Mỹ người ta rất là tôn trọng cái không gian cá nhân riêng của mỗi người. Khi mà mình ở Mỹ mình sẽ thấy là nhiều khi mình ở hả mấy tháng rồi, 5-6 tháng, 1 năm 2 năm, nhiều khi mà mình chưa thấy mặt cái người hàng xóm nữa, hay là thậm chí là thấy mặt thì cũng chỉ chào say hi với nhau, rồi ai về nhà đấy không có qua nói chuyện hay là thân thiết giống như Việt Nam. Thì nếu như mà ai mà có việc làm, ai mà có công việc bận rộn mình đi ra ngoài thì mình sẽ thấy cuộc sống nó đỡ chán hơn. Nhưng mà khi mà mình mới qua, tiếng Anh mình chưa rành nè, mình chưa biết lái xe, mình ở trong nhà thôi, mình sẽ cảm thấy rất là tù túng và cảm thấy rất là chán nản khi mà mình ở đây. Nhưng mà lúc nào cũng vậy hết, cái gì cũng có những cái đầu tiên. Thì em hiểu, rất là hiểu những cái mà anh chị cô chú nào đang trong những cái trường hợp ở trên. Nhưng mà chỉ cần mình học lái xe, mình có cái phe xe, mình có cái phương tiện đi lại và mình có cái công việc làm của mình thì mình sẽ cảm thấy nó rất là khuây khỏa rất là nhiều. Và mỗi khi mà mình thấy chán nản với cái cuộc sống ở đây á, mình suy nghĩ lại là tại sao từ đầu mình bỏ hết tất cả những cái Việt Nam để mà mình qua đây, và mình coi là cái đó là cái mục đích để giúp các bạn, các anh chị, các cô chú vượt qua cái thời gian khó khăn mới bước chân qua Mỹ. Thì thường á, để mà một người hòa nhập được với cuộc sống Mỹ, nếu mà nhanh thì có thể là 3 tháng tới 6 tháng, chậm thì cũng là 6 tháng tới 1 năm. Thì em hy vọng là anh chị cô chú nào mà đang trong cái tình trạng giống như em kể ở trên đó, thì mình ráng vượt qua cái giai đoạn đầu tiên và sau đó mình sẽ hòa nhập lại với cuộc sống Mỹ. Nếu mà anh chị cô chú cần giúp đỡ gì đó thì có thể gọi cho An 408-661-7689 hoặc là cái số phone của An là 720-863-4699. Em có thể giúp đỡ mọi người về thuế nè, về bảo hiểm là life insurance, bảo hiểm nhân thọ, những cái chương trình quỹ hưu trí cho cá nhân, hoặc là những cái chương trình giúp anh chị cô chú tiết kiệm tiền khi về hưu cho những ai làm thợ nail, thợ tóc, gọi cho em nha. Bye bye bye.